quay lại video của Tiên nha. Hôm nay Tiên là tiếp tục quay video chuyến mới tại Trường Sinh. Hiện tại thì Tiên với anh em vừa chạy xuống tới cái Gò Be Gốc ha mọi người. Hôm nay chuyến này thì là ngày đầu tiên Tiên với anh em đi Trường Sinh. Do em lâu đó mọi người, xuống này để làm cho nó dễ làm ha. Tiên với anh em chạy từ là 2 giờ khuya nhưng mà tới cái bãi này thì tầm khoảng 3 giờ chiều nha mọi người. Tiên với anh em cũng vừa ăn xong. Thì video này là Tiên sẽ quay một cái chuyến dài đăm đẫm 6-7 hôm từ của mấy anh em tại Trường Sinh này nha. Và mọi người cũng thông cảm vì video này thì Tiên quay trước mấy tháng rồi, cho tới bây giờ thì nó cũng biển động không có đi được nha mọi người. Cho nên Tiên sẽ quay để phòng mọi người xem, có xem thì cũng thông cảm cho Tiên. Nói chung thì biển động mùa này không có đi biển lặn được đâu, cho nên sẽ xem lại những cái video cũ ha. Nhưng mà Tiên khẳng định một điều là những cái video Tiên làm sẽ không có lặp lại, không có lấy những video trước và đăng lại video sau ha. Nói chung mọi thứ này Tiên làm đều là mới hết. Những cái đồ mà trang bị vào lặn thì cũng đơn sơ. Có những cái video Tiên giới thiệu qua rồi đó, mọi người bấm vào để xem rõ hơn ha. Ở trên này thì anh em mua trên thì nghỉ ở mua trên. Nói chung chỗ ai thường hay ngủ thì rất là quen thuộc, chứ không có đổi ngủ, đổi bên để ngủ thì rất là khó chịu ha mọi người. Đây là cái mùi dưới. Tiên ở đây mấy anh em hay ngủ thì ngủ chỗ này. Một tí tầm 6 giờ thì anh em xuống để săn hải sản. Còn ở này là khu ăn uống. Khu này là khu nhà bếp nè. Còn ở sau này là nhà vệ sinh. Đấy. Đây là cái tủ lạnh nè. Anh em uống nước gì thì nói chung nước anh em mà bỏ xuống thì lấy uống tự nhớ ha mọi người. Giờ Tiên uống nước rồi, một tí sẽ vô đồ để lặn. Chuẩn bị tối thì cứ việc tối thì anh em mình sẽ sớm tới đằng trước này. Đây là khu dành cho buổi tối của các anh em, khi mà tối đến thì sẽ ở này để chuẩn bị mang vớ mang giày vô đồ ha mọi người. Tiên thì bây giờ cũng sẽ vô đồ. Nói chung tháng này nước ấm mà không có cần mặc cái bộ đồ nhá giữ nhiệt nha mọi người. Ấm thì mặc một cái áo thun thôi, nước ấm thì làm rất là khỏe nha. Cái áo thì mình sẽ mặc vào một cái áo này, rồi nước ấm thì làm sao cũng được. Các anh em còn ở trong bụi, nói chung thì sắp sửa chuẩn bị mang vớ để lặn rồi mọi người. Rồi giờ Tiên cũng vô đồ để xuống săn bắt hải sản cùng với anh em nha. Mọi người theo dõi video để biết hôm nay Tiên với anh em săn hải sản cái Gò Be Gốc này như thế nào. Hy vọng là có video hay cho mọi người xem. Thì mỗi đêm, mỗi chuyến thì sẽ quay thật nhiều những cái cảnh lặn để cho mọi người xem cho nó hay hơn ha. Rồi, Tiên vô đồ về xuống săn hải sản thôi. Dreaming, are we?
Rồi, hiện tại thì Tiên với các em cũng đã sẵn sàng để chuẩn bị xuống chiến đấu với hải sản. Thì bây giờ thì cũng tới chỗ nhảy rồi nha mọi người. Tiên với em sẽ nhảy xuống về bắt hải sản. Mời mọi người theo dõi video để xem hôm nay Tiên săn bắt như thế nào ha. Hy vọng sẽ bội thu để có video hay cho mọi người xem. Nói chung thì tuyên truyền anh em trang bị vô cũng xong rồi. Ai cũng có địa chỉ đa cổ dài vớ đầy đủ nha mọi người. Cái đa cổ này giúp để cho nó thăng bằng ở dưới nước, nếu không có thì đi rất là khó. Rồi giờ thì người chuẩn bị xuống để bắt hải sản thôi. Thank you.
nên mình cũng đã lên rồi rồi. Nói chung đi ở này đây số này thả xong ra, nói chung cũng rất là ổn nha. Đây là thành khỏe. Bây giờ nhâm sẽ bỏ xuống kiềng để nuôi. Vâng. Đây là số thả xong rồi. Số này tầm khoảng 1 năm con, hơn 1 năm con đó mọi người. Ở đây mình sẽ chuẩn bị đóng kiềng để nuôi. Đây là những cái vật nhum nè, nhỏ ha, nhum có nhum. Đây một tí anh em đóng những cái ống lù để cho nó thông nước xong thì đổ hải sẻn về nha. Bây giờ dọn dẹp những cái lù cho nó ổn định đâu đó rồi mình đổ hải sản về. Khá là lạnh luôn mọi người. Nói chung trên có gió chứ ở dưới nước thì nước cũng khá là ấm. Được mấy vật nhum này, mới sẽ là tốt. Đây giờ anh của mình sẽ đóng những cái ống lù nha mọi người. Đây là những cái ống lù đóng để cho thông nước. Đấy. Nói chung đóng nhiều để cho có oxy nha. Rồi, một tí đóng xong thì sẽ quay hải sản cho mọi người xem. Rồi bây giờ thì sẽ đổ hải sản về. Nói chung cá ốc thì rất là thưa, đa số chủ yếu là hải sông ra với dùng cho mọi người. Đây một con cá tè 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 yêu. Còn cái mu đỏ này, cái tè ve, wow, giúp nát. Tăng đầu tiên của đêm đầu tiên, giờ đêm qua nuôi. Giờ nhâm sẽ hổ giống kiệt. Khi này kiệt để chứa nhâm giúp tắm những hộp đùa xong thì đổ nhâm xuống. Rồi hiện tại thì hải sản đã đổ về hết cho mọi người. Đây kế ốc thì ít hơn hải sông. Thầu mai cho. Đây những con ốc thì sẽ bỏ xuống nuôi cho mọi người. Cho đêm đầu tiên thì các em sẽ bỏ xuống cái kiệp đóng để nuôi. Đây ốc còn to to không? Ốc bậy. Ha à, còn cái nắp phình rồi, thế là to luôn. Tăng đầu tiên giờ anh em chọn dẹp rồi sắp chỗ chuẩn bị nhảy tăng thứ hai. Tiên sẽ quay tiếp tăng thứ hai cho mọi người xem. Ốc thì các em sẽ bỏ xuống kịp giữa kìa. Hai con cái tè me này anh nhức nách rồi một tí, chắc có lẽ là anh em mình sẽ ăn cái con này. Đây con này tầm ký bè á mọi người, quá là đẹp, khá là béo nha. Rồi loại bỏ vậy luôn. Còn con cái búa này chắc bỏ ra bị thì mùi để muối cho nó tốt. Rồi đây là kế, đây số này là kế sớm, có kế chèm, rồi mấy con cái nóc, kế bọt lắng, còn một con bột lé. Lần hôm lần lấy nhà đã bị cuốn ấy rồi lét xong. Giờ anh em sẽ kế sớm với kế chèm sẽ bỏ bịch để muối cho nó tốt. Trước tiên thì cái chèm nó, cái nẹt của nó rất là bơm. Còn đây là xô phải xong một tí sẽ đem về sau để nuôi cho mọi người. Bỏ này dọn dẹp ở đèn trước này xong xuôi hết thì đem về sau. Hôm nay cho khé để thổi nha mọi người, sóng nó đánh ướt luôn rồi. Hai bạn này ở trên vừa ướt mình rồi, khé là lạnh nha. Ở trên này thì gió khé là lạnh, ở nước dưới nước ấm thì người dùng cái tay luôn rồi. Lạnh quá trời. Đây cuối cùng cá cũng dọn dẹp xong rồi, cá chèm thì sẽ vào vị riêng, cá sớm thì vào vị riêng, cá xong thì tới hải sản sẽ bắt thêm về sau để nuôi. À, còn cái nấc rắc là bị riêng mai nó ấy
Ghé thì dọn dẹp xong nha mọi người. Tí thì sẽ chuẩn bị làm tiếp tầng 2. Rồi, giờ thì hải xong sẽ bắt vào xô, sẽ đem về cái hộp sau nuôi. Một xô khoảng 20-30 con. Ở đây được mấy con vật lẽ. Rồi, chỉ người sau bỏ vào trong bua này. Ở ngoài sau có em áo đỏ vẫn kéo kìa. Để bỏ xuống con kìa. Quá đẻ luôn. Cái con hả sông này nó thân nước, nó hay dẻo về, dẻo vừa về bụng như nước mà mọi người. Đấy. Chia về sau. Đéo. Tao lén nha mọi người. Téo này mặc dù là nhất nách. Ở ngoài tiên thì đây số lượng mặc dù con téo với hả sâm thơm rồi. Tạm thời thì hả sâm cũng để bắt kia hết rồi. Quá đẹp con hả sâm về quá bắt hả sâm lắm mọi người. Đấy, tăng đầu tiên của anh em là như vậy ha mọi người. Bây giờ anh em sẽ kéo dây lên và chuẩn bị làm tăng tiếp theo. Đây là những rắp bánh mà anh em để lại lót dẹ để làm tăng 2 nha mọi người. Nói chung thì tăng thứ 2 anh em đều ăn những bánh này để lót dẹ. Đa số là vậy cho nó vững cái bụng ha. Thì bây giờ tăng đầu tiên của anh em là như vậy. Anh em độ tầm khoảng 4-5 triệu tổng cá anh em luôn ha. Bắt được những hải sản mà bán ra, nếu mà bán ra được thì khoảng 4-5 triệu. Bây giờ anh em phân chai lên rồi tiếp tục lần tăng thứ 2. Đấy. Rồi tiếp mời mọi người đón xem tập tiếp theo vào ngày tới ha. Những ngày tới thì sẽ đăng lên để cho mọi người theo dõi. Và bây giờ thì cuối anh em sẽ tạm dừng video tại đây. Tiên cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Tiên ha. Mọi người hãy ủng hộ Tiên bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video lặn biển của Tiên trên chiếc kênh này. Nói chung thì có những video lặn biển cũng khá là hấp dẫn ha. Bây giờ thì Tiên với anh em sẽ chuẩn bị xuống để làm tăng tiếp theo. Rồi, bây giờ thì chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.